Rồi, ha. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái chương trình mà thi trắc nghiệm ha. Thì mấy bài tuần trước thì các bạn làm đầy đủ rồi, các bạn nhớ lưu đó nha, để mai mốt mình tổng hợp lại thành một cái chương trình chính, cái mình trong đó có nhiều chức năng ha, trong đó có chương trình thi trắc nghiệm trong đó nữa ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái chương trình thi trắc nghiệm. Thì đối với chương trình thi trắc nghiệm thì bây giờ mình làm bài này á, thì các bạn làm cố gắng mỗi người làm khoảng 10 câu đi, lát nữa thầy đưa cho mấy câu trắc nghiệm vô bổ sung vô làm cho cảm thấy nó hay hay ha. Ok rồi, bây giờ mình làm rồi. Tôi tạo một cái chương trình mới ha. Chương trình này tôi gọi là thi trắc nghiệm. Bây giờ tụi mình thi trắc nghiệm, thi kiểm tra trắc nghiệm đi. Kiểm tra trắc nghiệm mình có thể dùng nó cho nhiều cái chương trình, cho nhiều cái bộ môn khác nhau ha, các bạn có thể dùng thoải mái luôn. Giờ thì lưu vô chỗ ngoài đọc asset ha. Bây giờ thì là thì ghi là phần mềm thi trắc nghiệm đi, kiểm tra đi, trắc nghiệm đi ha, trắc nghiệm, trắc nghiệm rồi. Ok ok ha, rồi create rồi. Cái việc đầu tiên chúng ta làm cái chương trình kiểm tra trắc nghiệm, dĩ nhiên nó có form user login cái gì đó vân vân ha, thì nó sẽ mắm thêm muối thì mình tính sao. Thì giờ mình đưa vô phần chính luôn nha, nói thẳng phần chính luôn để cho đỡ mất thời gian các bạn nha. Ok, như vậy thì đối với một cái chương trình trắc nghiệm thì nó có hai phần. Phần thứ nhất là phần câu hỏi, phần thứ hai là phần trả lời. Thì cái cách tổ chức cơ sở dữ liệu thì ở mỗi người mỗi khác, thầy tổ chức như vậy. Các bạn có thể làm theo thầy, hoặc các bạn thích các bạn có thể tổ chức theo kiểu khác cũng được, tùy ở mỗi người nha, tùy quan điểm mỗi người. Thầy sẽ tổ chức như sau: đối với câu hỏi thầy để nó ở một cái bảng, và đối với câu trả lời thầy để nó ở cái bảng nha. Bây giờ thầy làm như vậy: create table design nha, create table design rồi. Thì trong cái bảng câu hỏi thì thầy cho nó một cái ID đi. ID này cho nó auto number để cho nó cái số tự động để mình quản lý thôi, không cần cũng được, không sao hết ha, không không có này cũng được, không sao, nhưng mà cứ để đi cho chắc, còn không thì bỏ đi cũng được, tại vì mình sợ mình liên quan tới phần primary key á, nên là mình bỏ đi cũng được ha. Bây giờ bỏ đi rồi. Thì ở đây thì sẽ có là mã câu hỏi. Mã câu hỏi cái kiểu là ví dụ câu hỏi số 1, câu hỏi số 2, câu 1, câu 2 thì mình cho short text được rồi. Độ dài short text này tầm khoảng như một bài trắc nghiệm, không có thư viện trắc nghiệm thì cho lắm quá lắm các bạn cũng tầm khoảng 1-2 ngàn câu là cùng. Như vậy thì cho độ dài tối đa là 5 đi, là nhiều lắm rồi đó ha. Cái này là mã câu hỏi rồi. Cái nội dung câu hỏi thì mình ghi chỉ câu hỏi thôi rồi, tách cái này cho nó dài dài xíu, 255 cũng được. Còn cái đầu thì mình cho nó khoảng 5 thôi ha, ví dụ 0001, 0002, vân vân và vân vân, đúng không nè, được chưa. Rồi rồi, thì giờ thầy lưu lại, trước khi thầy lưu thì bây giờ mỗi một câu hỏi nó có một cái mã câu hỏi để phân biệt với những câu hỏi khác. Cái này thì mình nguyên tắc cơ sở dữ liệu nha các bạn, thì tôi sẽ đặt đây là primary key, được chưa. Đó. Rồi thầy đóng lại ha, thầy đặt tên là, đây là table câu câu hỏi. Mình muốn lập trình thì mình lấy tbl ha, tbl là đó, vậy thôi, ok được chưa. Rồi bây giờ mới tới câu trả lời nè, table design. Thì bây giờ câu trả lời thì mình phải biết là câu trả lời này của câu hỏi nào. À đúng không? Như vậy thì bây giờ mình sẽ tạo, thứ nhất là câu trả lời này phải là mã câu hỏi nào, tức là câu trả lời cho câu hỏi nào thì mình sẽ có mã câu hỏi, đúng không? Tag, tag này thì nó phải tương ứng với kia để khi nó kết nối với câu hỏi nha. Tag này nó cho năm đúng không? Rồi ok. Rồi tương tự bây giờ mình sẽ có mã câu trả lời. Tại sao? Ví dụ câu hỏi này nó có 4 câu trả lời hoặc là 5 câu trả lời thì sao, đúng không? Cho nên mình sẽ có mã câu trả lời. Mã câu trả lời rồi, thầy cũng cho short text luôn ha, mã câu trả lời. Thầy chó này tầm cũng không tới là năm, cũng nhiều quá nhưng mà để cứ năm đi. Rồi ok ha. Rồi rồi dưới đây là gì? Câu trả lời, câu trả lời, được chưa, câu trả lời. Và cuối cùng các bạn mới nhớ là một trong các câu trả lời thì có câu trả lời đúng, như vậy thì chúng ta sẽ có cái chữ đáp án, được chưa. Rồi đáp án,
mà đáp án là đúng hoặc sai, như vậy thì chúng ta đáp án chỉ có đúng, câu đó đúng hoặc là câu trả lời sai, như vậy thì chúng ta chỉ có là yes no thôi. Yes no, kiểu dữ liệu yes no. Ok ha. Rồi đối với câu này thì chúng ta không có primary key ha, chúng ta không có primary key, chúng ta chỉ đặt tên là câu trả lời. Lời, ok ha. Rồi, no, không cần primary key, câu trả lời, câu hỏi, câu trả lời được chưa? Ok chưa? Rồi, ok. Đây, bây giờ cái quan trọng mà khi chúng ta nhập liệu thì để làm việc sau này á, nó có một cái phần gọi là phần relationship, tức là kết nối giữa các bản dữ liệu với nhau. Thì thầy làm thử, các bạn coi ha. Thì kết nối giữa hai cái bản dữ liệu này nè, thì chúng ta có thể thêm vô, thêm thêm bản vô ha, thêm bản vô nè. Một câu hỏi nó sẽ có nhiều câu trả lời, như vậy mình kết nối như vậy nè, các bạn kéo qua nè. Đó, mã câu hỏi, kết nối mã câu hỏi này, one too many, có nghĩa là một câu hỏi nó sẽ có nhiều câu trả lời. Được chưa? Rồi, cái này rất là hay nha các bạn. Sau này khi các bạn học cái phần phân tích cơ sở dữ liệu, các bạn thấy cái này rất là hay nha. Rồi, cái này tôi nói sơ lược, tôi tạo thôi. Rồi, bây giờ tôi nhập dữ liệu nè. Rồi, bây giờ tôi cho ha, câu hỏi số 1. Đúng không? Câu hỏi, mã câu hỏi. Thì bây giờ câu hỏi này là tôi đặt nó là mã là số 1. Đúng không? Câu hỏi là số 1. Rồi. Ví dụ tôi hỏi nè, Đông Nam Á. Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia? mình học cái đúng không? Rồi, khi đó khi tôi nhập xong câu trả lời đúng không? Tôi viết cái đi. Rồi, giờ tôi qua câu trả lời này các bạn nè. Với mã câu hỏi là hồi nãy mình để đây là 01 thì nó phải kết nối tới phần 01 đúng không? Như vậy thì những cái câu trả lời 01 này, của câu hỏi 01. Giả sử câu trả lời này nó có bốn bốn đáp án thì trong đó có một đáp án đúng đúng không? Thì ở đây các bạn thấy nè, mã câu trả lời nó phải có câu trả lời là A, câu trả lời là B, câu trả lời là C, câu trả lời là D. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình mới ghi câu trả lời vô nè. Ghi câu trả lời vô nha các bạn nhìn nè. Ví dụ như là đáp án nè. Đúng không? Giả sử mình ghi là 10 nước. 10 nước. 11 nước. 12 nước thì là 9 nước. Thì chúng ta như vậy đáp án đúng chính xác hiện nay Đông Nam Á chúng ta là như là 11 nước thì phải, các bạn kiểm chứng lại thông tin nha. Thầy chỉ làm ví dụ thôi. Rồi, như vậy xong. Như thì một câu hỏi có bốn câu trả lời, đó là cách lưu một câu hỏi. Làm thêm câu hỏi thứ hai ha. Câu hỏi thứ hai, ngôn ngữ nào sau đây không phải ngôn ngữ lập trình? Ví dụ vậy ha, thấy ví dụ. Rồi ok, mã câu hỏi là 02, thầy cho câu trả lời nè, thầy nhập nè. 02 02 02 02 đúng chưa? Rồi thầy vẫn là A B C D. A B C D. Ok chưa? Rồi. Ví dụ tôi cho ví dụ như ngôn ngữ English. Ngôn ngữ Python. Ngôn ngữ Pascal. Và cuối cùng là ví dụ như là C++, được chưa? Rồi đáp án nào đúng các bạn? Dĩ nhiên không phải ngôn ngữ lập trình, chính là ngôn ngữ English, nó là ngôn ngữ tiếng Anh mà ha, đúng là dùng để giao tiếp trực tiếp giữa những người nói tiếng Anh đúng không? Rồi chúng ta đóng lại ha, chúng ta thêm một câu nữa đi ha, cho nó nhiều nhiều vô cho nó hay. Câu 3 này, câu 3, câu 3 ví dụ bây giờ tôi cho RAM được gọi là gì? Đúng chưa? Rồi câu trả lời ha, câu trả lời 03. Câu trả lời 03. Sorry, tôi kiểm tra lại coi 03 đúng không? À đang lưu, chưa lưu, sorry, bây giờ mới 03 nè. Thấy không? Bên kia chưa lưu thì bên này không lưu được ha, nó có do cái relationship các bạn đúng không? Đúng không? 03. Rồi. Tôi cho nó A B C
D, E. Tôi cố tình để chữ E nha các bạn. Ví dụ câu này có 5 câu trả lời thì sao? Đúng không? Và bây giờ tôi sẽ đọc bộ nhớ phụ. Vùng đệm. Bộ nhớ chỉ đọc. Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Hay là bộ nhớ trong. Đúng chưa? Rồi. Thì câu này đúng nhất là RAM là Random Access Memory, có nghĩa là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Được chưa? Rồi. Mình ví dụ ba câu ha, nhưng mà lát nữa các bạn làm thì các bạn cố gắng làm cho thầy từ 10 tới 20 câu, nhập dữ liệu ra đầy đủ để mình coi cái bài, thử một cái bài trắc nghiệm 10 15 câu cũng được ha, 15 câu đi là đẹp nhất. Rồi ok, bây giờ xong thì xong cái phần dữ liệu, xong cái phần dữ liệu đúng không? Mình có ba câu hỏi và mỗi một câu hỏi có các câu trả lời. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình mới làm cái form. Cái form này cho phép là thực hiện việc làm bài trắc nghiệm, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta vào create ha. Create form gì? Form design, nhớ chưa? Form design. Rồi chúng ta làm cho nó ngắn gọn thôi nha. Không? Đây, form mình đi, đây form kiểm tra trắc nghiệm ha. Giờ mình làm trực tiếp luôn, còn mai mốt thêm mắm thêm muối, thêm màn hình chính, thêm thời gian, thêm nút bấm này kia vân vân vân, bla bla bla. Để sao? Bây giờ mình làm cái trắc nghiệm trước ha, cái chính mình có vô thẳng trắc nghiệm. Rồi. Đầu tiên tôi phải có một cái label. Label này ghi là câu câu đúng chưa, câu cho nhỏ nhỏ ha, vừa vừa thôi câu. Rồi cái thứ hai là một cái textbox, là cái textbox này nó chứa là cái câu số mấy đúng không, trắc nghiệm mình trắc nghiệm câu số mấy, được chưa? Rồi bỏ cái label đi, được chưa? Cái thứ ba là hiển thị câu hỏi. Đây là hiển thị câu hỏi nha các bạn, cho nó dài dài đi, nhiều khi câu hỏi mà nó dài á, cho chữ to lên nha. Rồi cho bỏ này, cho ba này bằng nhau ha. Top cao bằng nhau, cho cái phông nó to đi, trắc nghiệm mà nhìn các bạn mình làm này xong mai mốt mình áp dụng cho mấy cái cho lớp mình thi luôn. Các bạn làm đi thầy tổng hợp số câu hỏi mà đúng mốt thì cho mấy lớp thầy kiểm tra bằng cái phần mềm các bạn viết luôn nha. Rồi câu cái này mình cho nó chữ to to xíu ha, 14 à, 14 cũng được rồi. Rồi ok đi, vậy đi, tạm thời nó như vậy. Thì câu số câu bây giờ mình nói dữ liệu lên thử ha, giờ nói dữ liệu lên thử nè, bấm chuột phải coi kỹ nha. Property data chọn bảng, thì cái này là câu hỏi mà đúng không, tôi chọn câu hỏi nè, câu hỏi đúng không? Rồi giờ view thử nè, view form này tôi gọi là form trắc nghiệm đúng không? Rồi view chưa ha, rồi design lại ha, design lại, design. Rồi bây giờ nè mình bắt đầu mình đưa đưa cột vào trong form đúng không? Bây giờ đầu tiên cái này nó phải chỉ đến là gì, mã câu hỏi, cái này phải chỉ đến là cái nội dung câu hỏi đúng không? Rồi làm hay nữa, cho nó bốn cái nút, lúc này mình sử dụng trên đây cho nó gọn ha, mai mốt mình tự viết, còn bây giờ làm cho nó nhanh thì bây giờ mình sử dụng đây luôn đi. Next record, tức là qua qua mẫu tin kế tiếp. Next record, next vô cái này là xài tách đi ha, câu kế tiếp, câu kế tiếp đúng không? Next đặt tên luôn nha, xin đi kế tiếp. Finish. Rồi tương tự chúng ta làm câu câu trước. Rồi câu trước là reverse record, tức là đi về mẫu tin trước, ok ha, xài tách luôn. Câu trước đúng không? Rồi chúng ta đặt tên đàng hoàng luôn nha, cmd câu trước. Rồi finish. Rồi cho to lên, top tallest
bề rộng bằng nhau, size what is, rồi ok đúng không, để gì đây đúng chưa, chạy nè view ha, cứ mỗi lần làm mình phải view một cái để mình biết là đúng chưa. Rồi bây giờ nó về đầu cầu, cầu kế tiếp thấy không, à bây giờ không thể đi qua cầu kế tiếp tại hết câu đó là hết đúng không, đó mình nó ra từng câu đúng không, rồi ok đi sai lại ha, đi sai. Bây giờ mình chỉnh cái form này cho nó gọn lại ha. Thứ nhất là giờ mình bỏ cái phần mình cho là auto center là yes đi, design no, border style là thin dialog box đúng không, kéo xuống cho đồng đồng các bạn, record sector là no, navy no đúng không, navy caption không cần luôn, rồi ok đúng không, rồi mình lưu lại. À còn cái pop up nữa, pop up nữa, pop up, yes. Các bạn làm cái các bạn quen với cái này ha, mà mình làm được cái này mai mốt mình có thể ứng dụng, mình tự làm bài kiểm tra cho cái tổ, cho nhóm mình tự kiểm tra thử, rồi tuần sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm và chấm điểm. Giờ bây giờ rồi bây giờ mới là lên câu trả lời nè, lên câu trả lời nè, thì các bạn nhìn trong đây nè, trong đây nó có một cái phần này nè, các bạn nhìn nha, đây nè đó, option button đúng không, option button thì đây chính là câu trả lời đúng không. Bây giờ tôi lấy câu này là các bạn dễ nha, thông thường á khi mình dễ vậy nó có cái caption cho nó, nhưng mà tôi ghét xài này lắm, thì cái này nó không may tôi chừa lại cái nút thôi, nhà tôi chừa nút thôi, tôi chừa nút à, cái nút tôi vậy đúng chưa. Còn trên C nè, còn trên C về 2 4 thích thì 5 luôn cũng được. Đúng không, rồi do mình thôi, do mình thôi, do mình thôi, mình là dân thiết kế mà, thành ra là đẹp xấu là do mình nè, được chưa. Rồi bây giờ hiển thị cái này là để mai mốt chọn nè, bây giờ mình mới hiển thị nè, hiển thị câu trả lời nha, đây dễ một text box chưa, bỏ này vào đi, rồi tiếp tục C V V V V không cho nó đẹp xuống xuống đúng không, cho hai này nó thấp bằng nhau đi, thấp đâu à, xấu quá ha, chỉnh lại cho nó đẹp, canh đi cái chịu khó canh đi, rồi cái này xuống này, rồi ok chưa, xuống xíu rồi cái này mình cho cái phông nó, ví dụ như phông 12 đi, to lên xíu, rồi ok đẹp quá đó đúng không, cái này mình cho nó ở giữa đi, canh giữa đó, được chưa, ở giữa luôn, con này canh trái đúng rồi đúng không. Giờ mới đà ra mỗi câu trắc nghiệm của mình hả, câu trước câu kế tiếp để xét cho luôn cho đẹp ha. Rồi mình còn một cái nút nữa là nút đóng cửa sổ nữa, để chừa chỗ cho nó đóng lát nữa các bạn phải đóng cửa sổ đúng không, rồi ok lâu ha, lâu cứ càng làm lâu nha để tránh mất bài, lâu lâu up lên right để không mất bài. Rồi bây giờ nè, nguyên tắc là mình phải lập trình, không có học môn này là phải lập trình đúng không, chứ không có chuyện kéo thả mà ra được vấn đề cả đúng không. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ đặt tên đâu đi ha, đặt tên tôi đặt cái này là gì, mã câu hỏi nhớ không, txt mã câu hỏi nội dung phải không, tt txt câu hỏi đúng chưa. Rồi cái này là gì, câu trả lời một không, txt trả lời tên là một, này là txt tên là 2, này là txt tên là nha 3, này là txt tên là 4, txt tên là 4, và đây là txt tên là 5. Rồi xong ha, những cái nút này cũng phải đặt để tuần sau mình có cái mình chấm điểm, cái trong năm cái nó chọn một đúng không, cái này option mình để cho OP đi,
OP1 này là OP2. Này là OP3. Đúng không? Này là OP4. Này là OP5. Rồi. Đúng chưa? Sửa chữ thử luôn ha. OP1. Rồi. Rồi, bây giờ mình code nè. Bây giờ việc đầu tiên mình lưu thử, mình lưu mình coi thử cái view không? Đó. Đó, đó. Nó gần hình thành. Đúng không? Nó gần hình thành cái câu của mình rồi đó, đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ việc đầu mình mở form nha. Form này design ha. Gì? Bây giờ thì làm sao? Với câu hỏi ở bảng thứ nhất, làm sao đưa câu trả lời của câu hỏi nó lên bảng thứ hai? Thì cái này bắt buộc chúng ta phải viết code. Cái này bắt buộc chúng ta phải viết code. Được chưa? Mình viết code. Bây giờ mình viết code ha. Bây giờ tôi muốn viết một cái code là code này, khi mà tôi lên câu hỏi này, tôi bấm vô cái nút này thì nó hiện ra bốn câu trả lời này nha. Ví dụ vậy, giờ tôi làm một cái câu, làm một cái nút đi, lúc này tôi gọi là nút nút chuyển đi ha. Chuyển xem đi, chuyển rồi caption này chuyển ha, đúng không? Làm đi thôi chứ thật sự lúc chuyển là lắc nữa mình cũng ẩn đi à, đúng không nè? Rồi mình code cho nó nha. Thích cái này. Ok, vô. Bây giờ mình viết nó thì ở chỗ này á, thì mình sẽ làm như vậy. Thầy sẽ viết một cái hàm function, ha. Cái hàm này là gọi là hàm chuyển chuyển dữ liệu từ bảng trả lời lên cái form đó, đúng không? Thông qua cái chọn của mình là mình đã có cái câu hỏi đầu tiên rồi đó, đúng không? Mình gọi là loading đi. Loading gạch chữ câu hỏi. Tức là load câu hỏi là load câu trả lời của nó. Thì khi tôi gửi thông số là một cái mã câu hỏi, đúng không? Câu hỏi này kêu string nha các bạn, mình xử lý string cho nó dễ ha, đúng không? Rồi. Thì khi tôi gọi hàm này, tôi truyền cái tham số là cái mã câu hỏi này vô đây, thì lập tức nó sẽ cho tôi bốn câu trả lời lên lên trên cái form, đúng không? Thì rồi, giờ lập trình cơ sở dữ liệu là nhớ tuần trước thầy có làm cho bạn cái phần mà form login á, nhớ chưa? Thì cứ nè, liền đi db as database là một cái, nhớ không? Cái này tuần trước thầy hướng dẫn là đi record set as record set rồi hai cái, đúng không? Set set record set database bằng current db đó, set cái record set này bằng db chấm open record set, đúng không? Rồi cái này thì quen quá ha. Rồi chúng ta mở cái bảng gì, cái bảng của chúng ta hồi nãy là chúng ta cái gì ta, thầy coi lại nha, thầy không nhớ. Thầy bộ coi. TB là câu trả lời. Ok, TB là câu trả lời không, TB là dưới câu trả lời. Rồi cái này thì các bạn nhớ thông số chung luôn ha, database open table, đóng ngoặc lại rồi xong. Rồi xong rồi đó, nhiệm vụ xong. Bây giờ chúng ta khi mà duyệt các cái mẫu tin, các bạn nhớ ha, thì thầy giải thích một cho các bạn hiểu nè. Tức là đối với câu trả lời này, tức là record đầu tiên, nên là mẫu tin đầu tiên nó sẽ đọc, sau đó đọc tiếp cái thứ hai, đọc tiếp cái thứ ba, mình làm một cái vòng lặp cho lặp đọc cái đầu tiên nè, sau đó đọc cái thứ hai, nó đọc cái thứ ba, thì cái record set nó đang chỉ tới cái bảng này, đúng không? Cho nên mình có record set move first, move last là move tới cuối cùng, move first nè, move next nè, move next, move next, move next, move previous nè. Đó, hiểu được cái ý nghĩa của những cái đó không ha? Nhớ chỗ đó, mốt mình lập trình cho nó dễ. Thì bây giờ mình record set nè, chấm move first đúng không? Rồi bây giờ mình làm một cái vòng lặp do loop while, cái này tuần trước thầy nói lặp trong khi record set chấm kết thúc file là chưa hết, chưa hết là phone, đúng không? Trong khi nó chưa hết file thì cứ làm, mỗi lần làm xong thì record set nó có move qua một cái dòng kế tiếp là gì, move move next, đúng không? Đó, ở đây thao mà xử lý đó, vậy đó, rất là dễ nhé, rất là dễ làm. Rồi rất là dễ làm. Gì thì ở đây mình làm gì, bắt đầu mình sẽ làm nè, ghi nè, nếu record set chấm cái cột mã mã câu hỏi
nó bằng cái câu hỏi này gửi vô nè, trong từ lên câu 1 thì bằng câu 1 này đúng không, thì lúc này thì chúng ta sẽ làm cái gì đúng không? Đó, ý là vậy. Thì bây giờ nếu như nó bằng cái mã câu hỏi ở ngoài gửi vô, và nha, và nè, chúng ta có câu A, câu B, câu C, và ricochet này chấm mã câu trả lời bằng A, thì chúng ta sẽ làm này, chúng ta sẽ làm vậy thì nếp ha nhá. Thì trong này chúng ta sẽ load câu trả lời lên, ý là như vậy. Các bạn nhìn nè, nhìn trên database nè, nếu ricochet bằng câu trả lời số 1 mà cái mã câu trả lời là A thì nó sẽ lấy giá trị này đưa lên trình form. Tương tự nếu nó là câu số 1 mà là D thì chúng ta đưa cái câu trả lời này lên trình form. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy, được chưa? Tại bây giờ đưa lên này các bạn nhìn ha, à, mình làm mi.txt, mi.txt câu trả lời 1 nè, nếu là A là câu trả lời 1 phải không, thì chúng ta bằng nè, bằng ricochet chấm câu trả lời đúng không? Thì tức là trên cái form này, cái form nó lấy cái textbox này, nó gán giá trị với câu trả lời vô textbox này, và các bạn khi gán xong thì các bạn nhớ ha, mi.txt t câu trả lời 1 nè, recovery tức là làm tươi cái recovery lại, làm tươi cái giá trị lại. Rồi tương tự tôi sẽ làm cho những cái còn lại ha. Rồi rất là dễ, chúng ta chỉ làm một cái, chúng ta copy, chúng ta sửa thôi đúng không? Này các bạn nhìn nè, 2 3 4 5, tôi làm 5 cái nha. Rồi nếu đây là B thì nó là câu trả lời thứ hai đúng không, thì chỗ này các bạn nhớ không nè, mi.txt câu trả lời 2, tương tự này là 2 đúng không, 2. Tương tự nếu là C, C nha, C thì đây là câu trả lời là 3, textbox thứ ba, được chưa? Nếu là D thì đây là câu trả lời thứ tư đúng không, thứ tư. Nếu là E thì nó là 5, nếu là E chữ hoa ha, tại vì mình đặt cái chữ là hoa E thì đây là câu trả lời thứ thứ năm, nhưng mà tại vì mình hình như là mình không có làm câu năm, không biết có làm nào, có thì bổ sung vô chúng ta nó báo lỗi nha, lưu ý đó. Rồi giờ tôi lưu lại nè, tôi lưu lại đây có 54 để coi nha, mở cái form lên các bạn nhìn đây là có luôn, ok ha. Rồi bây giờ mình quay lại ha, như vậy thì các bạn nhìn nha, nếu tôi bấm vào nút chuyển thì nó sẽ gọi gọi cái hàm này đúng không, thì là call nè, call là gọi, là gọi hàm loading đó, hàm loading câu hỏi đúng không, thì tham số gửi vô nè. Bây giờ nè, bởi vì khi mình chạy á, khi mình chạy nha, thì trên đây nè, trên cái mã câu hỏi này nó đang lưu cái nè, cái mã câu hỏi nè đúng không, nó đang lưu mã câu hỏi nè, thì nó sẽ gửi vô đây, nó gửi vô đây thì trong đây nó sẽ chạy cái mã câu hỏi đó đúng không. Giờ bây giờ là mình lấy nè, lấy nè, mi chấm txt mã câu hỏi. Rồi giờ các bạn coi thử ha, xem chắc chắn nó sẽ có lỗi, nhưng mà lỗi thì mình sửa thôi, không sao, mình lập trình là chuyện lỗi là bình thường đúng không. Chuyển nè, ổn lên luôn đó, câu kế tiếp nè, để chưa chuyển đúng không, chuyển nè, đó câu kế tiếp nè, chuyển nè, đó đúng không. Lúc này 5 câu 4 câu là tùy chúng ta được chưa. Bây giờ nó hình thành rồi đó, bây giờ chúng ta thấy một điều là nếu mà như vậy thì tự nhiên người ta bấm câu kế tiếp thì phải bấm thêm nút chuyển nữa thì sao, thì rất là dễ, chúng ta chỉ gộp cái lệnh lại thôi. Bây giờ thầy sẽ làm như vậy nha, thầy sẽ làm như vậy, đi xài view ha, trong cái lệnh câu kế tiếp nè, thầy đi view nó nè, thì nó là bây giờ nó là recall mu next mu first gì đúng không, bây giờ thầy muốn làm thầy gộp cái câu này nè, cái này nha, bây giờ thầy sẽ làm như vậy,
thì bỏ cái lệnh làm sẵn đi, nó làm bằng macro, mày không có thích thì code nha, thì nó đặt tên đàng hoàng là đúng không, code nè, kế tiếp nè đúng không, thầy sẽ làm như vậy, do cmd chấm chấm go chấm nha, chấm nè, go to record đúng không, go to record phải phải à, mình tìm cái chỗ mà recom munich ac munich á đúng không, ac munich nè, đây 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 đúng không, bây giờ thì thử coi nó có nét qua hay không nha, lưu lại, thì không thì mình xài cái macro mặc định hồi nãy chúng ta làm thử nữa, bây giờ thì làm như vậy này, wow, ok đúng không, yeah. Wow, lót đúng không, thì bây giờ nè, thầy sẽ gắn cái lệnh đây, sau khi nó mua nét qua đây thì thầy sẽ gọi cái hàm này, cái chỗ gọi này nè, thay vì bấm vô nút chuyển phải không, thầy không thèm luôn, thầy đem nó xuống cái chỗ này à, cái này là cái hay của người lập trình là sao cũng được đúng không, thì xem nha các bạn coi nè, rồi các bạn coi view bây giờ nha, câu kế tiếp, câu kế tiếp đúng không, câu trước rồi câu kế tiếp đó, đúng chưa, đúng chưa, đó nó đúng rồi đó, bây giờ mình sẽ làm lại cho nó đúng thôi đúng không, rồi đóng lại làm tiếp nè, như vậy thì đối với câu trước mình cũng sẽ làm tương tự đúng không, bỏ cái mắt rồi đi nha, câu trước nè, làm thì là làm chậm cho bạn xem nha, code nè à. Rồi ở chỗ này thì mình là gì, do cmd chấm record go to record đúng không, phải là phải phải rồi, bây giờ là reverse, reverse đấy, reverse đúng không, rồi xong rồi các bạn dán cái câu này vô luôn đúng không, tôi xem lại nha, rồi nó có một vấn đề là các bạn thấy khi mình chạy tiễn ra đây chưa đúng đúng không, cái này select đầu khi form load lên, khi mở cái form này ra thì đầu tiên là con số 1 đúng không, như vậy thì mình cũng phải làm một cái thao tác đầu tiên là khi form này nó mở ra, form mở ra open form đâu, form load à, form open đâu đúng không, form open event à, form open đâu có key up key down form load on load nè nha, khi load lần đầu tiên thì mình cũng phải, tại vì nó load đầu tiên thì nó lấy câu mẫu tin đầu tiên rồi mà mình gắn trên cái bảng đúng không, thì nó phải lấy trên cái bảng câu hỏi đó và phải ra được câu trả lời luôn, rồi gì xong không, các bạn nhìn em lúc này thì nó tương đối, bây giờ tôi không thèm nút chuyển, tôi xóa nó luôn nè, tôi xem nè, xem lại nha, view thấy không, ngay khi form load câu đầu tiên nó hiện lên thì nó load luôn câu trả lời luôn đúng không, Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia à, chúng ta chọn 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 ha, rồi ngôn ngữ nào sau đây không phải ngôn ngữ lập trình đây đúng không, câu kế tiếp đây RAM được gọi là gì, một nhóm phụ một chính gì đó vân 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 vân, thì như vậy thì chúng ta sẽ làm được những cái đó, thì còn cái phần câu trả lời nữa ha, thì câu trả lời thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm câu trả lời và chấm điểm cho câu trả lời trong phần phần sau, thì hôm nay cái đầu tiên các bạn phải làm được tất cả các câu hỏi về trước về trái gì đó, ở đây nó có phần là ví dụ như là bây giờ mà nó qua câu cuối cùng đó, tại vì nó có như vậy nè, khi các bạn thi design form mà các bạn gắn cái form vào một cái bảng thì các bạn đi đến dòng cuối cùng và qua dòng kế tiếp thì tự động nó thêm mới, nhưng mà cái này mình là phải lấy có sẵn mà thêm mới thì nó lại không hay, cho nên là bây giờ mình vào đây mình chỉnh nè, filter cho ha, edit không cho, sửa câu hỏi không cho, xóa câu hỏi không cho, thêm chỉ cho filter thôi, rồi bây giờ xem nè, nếu có gì thì nó sẽ báo lỗi cho mình đúng không, đó câu kế tiếp, câu kế tiếp này đi tới câu cuối cùng này đúng không, kế tiếp này nếu nếu có lỗi thì nó không làm gì cả, thì bây giờ mình có thể làm gì nha,
Tại vì cái này là mình gắn vào trong cái form, cho nên là on error, đúng không? Go to lỗi, đúng không? Thì ở chỗ lỗi này, nếu như nó có lỗi thì nó cứ đi đến cuối cùng luôn là gì? Rồi, ví dụ như là này là lỗi, cái lỗi này là chỉ lỗi trên nha, đúng chưa? Hai chấm, mình cho nó exit sub, sub là kết thúc sub này. Rồi luôn nè, còn không thì chỗ này nè mình mới set box này, làm cái set box hết câu rồi, ví dụ vậy đúng không? Xem nào, mình làm coi thử ha, không lại chạy lại loading lại đúng không? Đây nó có lỗi là đây hết câu rồi, nó báo lỗi là nhảy xuống đây liền. Giờ mình sửa lại chỗ này ha, tại sao nó báo cái gì đây? Building rồi, đâu nó đâu rồi đây, nếu có lỗi thì go to lỗi báo hết câu rồi, đúng chưa? Thì đó ý là cái cách, đó cách mình bẫy lỗi thôi. On error go to sub là được, bỏ này đi thì nó sẽ tự động nó thoát đó. Cái đó mình làm cho mình thấy thôi. Rồi xem ha, điều cầu kế tiếp, cầu bà không bấm cái tiếp im đồ, thấy chưa? Đó thì giờ im đồ về trước đó chưa? Đó này này, như vậy thì bây giờ nếu như thầy về trước mà thầy về tới câu số 1 thì về trước thì sao, làm gì có câu số 0, báo lỗi không? Đó như vậy cái này cho các bạn xử lý, các bạn phải làm được giống như thầy, on error go to lỗi improve, như vậy thì nó sẽ không đi tiếp năm 1 2 3, thấy chưa? Ha. Như vậy thì trong phạm vi bài hôm nay các bạn cố gắng các bạn xử lý được cho thầy cái phần này, tức là làm được load được câu hỏi lên, load được câu trả lời lên, và nhớ ha, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta phải nộp bài lại trên cái Classroom cho thầy là cái nhất. Cái thứ hai mình lưu trên cái Google Drive của mình nữa, tuần sau lấy xuống thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách làm, chọn các câu trả lời này ha, chọn nó như thế nào, chọn câu trả lời này như thế nào, rồi chúng ta tính điểm thử, thì khi đó chúng ta sẽ hoàn thiện được một phần của cái bài trắc nghiệm. Tại bài trắc nghiệm nó còn nhiều thứ lắm, nhiều dạng câu hỏi khác nhau nữa, được chưa? Ok ha, thì thầy dẫn ở đây này, thì bây giờ các bạn bắt đầu làm bài, thắc mắc thì hỏi thầy, ok rồi.